Rồi, chào các bạn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Phi sẽ test hai cái con điều khiển từ xa này. Một là con rắn đen trắng điều khiển từ xa, hai là con rít điều khiển từ xa với mã hàng là 9901A và con rắn là 9909A-D. Thì anh Phi sẽ khui sản phẩm ra, hướng dẫn các bạn cách sạc, cách cho pin vào trứng điều khiển và cái cách điều khiển nó như thế nào, sạc như thế nào cho hợp lý ha. Bây giờ anh Phi sẽ khui sản phẩm ra và bắt đầu test. Và anh Phi sẽ gửi kèm theo một vỉ pin cho hai cái trứng điều khiển theo yêu cầu của khách hàng ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, tỉnh thành phố Hà Nội ha các bạn ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ khui hai sản phẩm ra đây. Rồi anh Phi đã cắt băng keo rồi các bạn. Bây giờ anh Phi sẽ lấy sản phẩm ra nhé. Anh Phi sẽ ở đây. Rồi anh Phi cũng sẽ lấy sản phẩm ra luôn. Rồi đây ha. Trong con rắn điều khiển và cả con rít điều khiển này, nó sẽ sử dụng cái pin điều khiển nằm ở phần đầu nè. Riêng cái phần trứng á, trứng này á, thì nó sẽ dùng ba cái pin nút, đầy ba cái pin nút. Thì cái pin nút này anh Phi gửi ra kèm, nếu mà có hết pin thì mình tháo ra, mình thay cái pin này vào. Và cái cách cho pin vô như thế nào thì anh Phi sẽ cho pin vô ngay lúc này để các bạn có thể thấy được. Rồi ngay lúc này anh Phi đã tháo cái nắp của cái trứng ra rồi. Thì ở đây nó sẽ có phần lò xo và cái phần ngàm băng ha, một cái ngàm lò xo với một cái ngàm băng. Và bây giờ anh Phi sẽ lấy ba cái viên pin này ra nhé. Đây, 1, 2, 3, ba viên pin này đó. Chúng ta sẽ để theo cái kiểu là cái nó có một cái mặt phẳng luôn nè, và cái mặt này nó có một cái dòng ha. Chúng ta để cái mặt phẳng luôn vào cái phần lò xo nhé. Rồi xong, 1 viên 2 viên, nghĩ là đầy nhưng không phải đâu, 3 viên mới được nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho pin vào như vậy. Xong thì chúng ta sẽ gài cái nắp lại, nhưng mà trước khi gài cái nắp lại chúng ta bấm. Nếu chúng ta bấm vậy nó lên đèn như vậy là ok rồi. Chúng ta bỏ cho pin vào đúng và chúng ta lắp cái nắp pin này lại và vặn con ốc ở chỗ này lại là xong cái thao tác gắn pin vào cho cái trứng điều khiển. Và bây giờ thì anh Phi sẽ hướng dẫn bạn cái cách để sạc cho con rắn trước khi chơi. Rồi bây giờ đây là cái cáp sạc USB ha. Cáp sạc USB nó có hai đầu, một đầu để chúng ta gắn vào con rắn và con rít, một đầu là chúng ta gắn vào các cái cổng USB. Hiện nay thì có thể sạc từ máy tính xách tay nè, máy tính để bàn nè, và các cái cổng USB từ các cái TV, hoặc là các bạn sử dụng con cốc sạc của dòng điện thoại Android, mà ví dụ ở đây là dòng điện thoại Samsung ha. Chúng ta cắm vào ha, cắm vào đúng là nó sẽ là như vậy. Và sau đó chúng ta cắm vào ổ điện ha. Chúng ta cắm vào ổ điện, các bạn quan sát ở phía trên này chút xíu nha. Xa vào trong các bạn sẽ thấy cắm vào ổ điện. Và ở phía dưới con rắn, ở phía dưới con rắn này nó sẽ có một cái công tắc, một cái công tắc on off và một cái ổ sạc nằm đối diện phía bên này. Công tắc on off, khi mở on lên để chơi á, thì ở phía này là đèn nó sẽ chớp đỏ, thấy không? Đèn nó sẽ chớp đỏ là nó báo hiệu là sẵn sàng chơi. Hai là chúng ta off nghỉ để sạc ha. Chúng ta luôn để con rắn và con rít này để ở ốp mới sạc được. Và chúng ta cắm vào. Khi cắm vào thì đèn trên cái ổ màu vàng này nè, nó sẽ sáng lên ha. Nó sạc khoảng tầm từ 30 phút cho tới 60 phút nó sẽ đầy. Còn rắn này, nếu chúng ta sạc bằng cốc sạc thì nó sẽ nhanh hơn. Cốc sạc này thì khoảng tầm 20 phút là đầy. Nếu các bạn sạc từ vi tính thì khoảng từ 30 cho tới 60 phút sẽ đầy. Sau khi sạc rắn đầy xong thì chúng ta gỡ sạc ra, chúng ta mở on lên để chơi ha. Và chúng ta chĩa cái trứng nè, cái đèn trên này nó có cái đèn hồng ngoại, chúng ta chĩa về con rắn ha. Chúng ta chĩa về con rắn và chúng ta thử ha, bấm chạy tới nè, nó chạy nè, thấy không? Đấy, các bạn thấy nó bánh nó quay không? Đấy, bây giờ mình sẽ để xuống bàn để mình chạy cho các bạn xem. Cái này là con rắn chạy tới ha, chạy hẳn tới luôn. Đây, rồi lúc này ha thì con rắn nó sẽ chạy tới luôn ha. Đó. Còn cái nút bên tay phải này á là con rắn nó sẽ bò về bên phải, thấy không? Đó, còn cái nút bên tay trái này á, con rắn nó sẽ bò về bên trái. À, ok ha. Khi thử như vậy là ổn rồi đó các bạn ha. Đây. À, nhấn một cái con rắn nó bò tới hoài luôn, nhấn một cái này con rắn bò tới hoài luôn. Thấy không? Đó, nè, buông ra là bò tới, nhấn cái nữa nó sẽ dừng lại ha. Cái cách chơi nó sẽ là như vậy. Và hai cái bánh này nó ăn với những cái motor ở trong, chúng ta sẽ không dùng tay, chúng ta đẩy nó nha các bạn nhé. Rồi, thao tác test bạn rắn tới đây là xong rồi. Và bây giờ anh Phi sẽ chuyển qua test bạn rít. Bạn rít thì cũng giống y chang vậy các bạn.
Đạn rít thì ở phía dưới này cũng vậy, nó cũng có một cái công tắc on off và một cái cổng sạc nó nằm kế bên. Con này thì nằm ngang qua, con này thì nằm dọc ha. Và để sạc được thì cái cáp sạc cũng giống vậy, thấy không? Cáp sạc cũng giống vậy, pin cũng giống vậy. Và bây giờ anh Phi sẽ cho pin vào tay điều khiển, trong khi đó thì anh Phi sẽ sạc ha. Cái cáp sạc này của con rắn anh Phi bỏ qua một bên, và bây giờ anh Phi sẽ lấy cái cáp sạc của con rít nha. Ha, cũng mở ra giống vậy luôn, hai cáp này giống nhau các bạn, không có khác nhau đâu. Ha, đấy. Mở ra. Và chúng ta sẽ sạc đấy, cho em rít, trong khi chúng ta cho pin vào ha. Rồi sạc, thời gian sạc cũng giống như vậy các bạn. Nào, thời gian sạc cũng giống như vậy, cũng từ 30 phút cho tới 60 phút thì nó sẽ đầy. Và luôn luôn để chức năng ngay cái nút công tắc đây nè, off để sạc, on để chơi và off để sạc. Khi cắm sạc thì nó sẽ sáng đèn ở chỗ này nha các bạn nhé. Đây nó sẽ sáng đèn ở chỗ này nè ha. Đó rồi, trong khi chúng ta chờ sạc thì anh Phi sẽ bỏ pin vào cho cái trứng ha, mở ốc ở chỗ này ra, sau đó chúng ta sẽ lấy 3 viên pin ra ha, 3 viên pin này, chúng ta lật từ ở dưới lên lên nó sẽ ngay ha, này 3 viên pin ra ha, và chúng ta để theo cái vị trí nó như thế này, cái đầu bằng nè, cái miếng bằng nè, nó quay vô cái lò xo, bỏ từng viên nó như vậy. Và đây một viên nữa, nghĩ là ba hai viên là đầy, không có đâu, ba viên là đó nè, nại cái đẩy xuống nè ha, đó cái cách bỏ viên là vậy. Và nhấn thử nè, sáng đèn, ok ok đó, ha, sáng đèn là ok ha. Rồi anh tắt nhắn nha, rồi sáng đèn ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp cái pin lại ha, lắp cái nắp pin lại là xong rồi. Trong khi đó chúng ta sẽ chuyển qua con rít, chúng ta gỡ cái cáp sạc ra xong chúng ta mở on lên, là ở đây đèn nó sẽ nhá sáng nè, thấy không, hai cái đầu nó nhá sáng không, là chuẩn bị chơi. Nó cũng giống như con rắn, cái này là nó bò thẳng tới nè, bấm đây nó sẽ bò thẳng tới, thấy không, rồi nhấn cái nữa nó sẽ dừng, thấy không. Rồi ở đây là nó sẽ bò về bên trái, thấy không nè, bò về bên trái, thấy không nè, đây bò về bên phải, thấy không. Rồi thao tác test tới đây là xong. Và bây giờ thì em rắn và em rít sẽ được bỏ vào trong hộp của nó trở lại, và anh Phi sẽ đóng hàng để gửi về xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ra hàng ra tới thì shipper sẽ liên lạc với chúng ta qua số điện thoại mà các bạn đăng ký để anh Phi lên đơn hàng. Và các bạn nhớ nghe máy hoặc gọi lại nếu bị nhỡ nhé các bạn nhé. Bên giao nhận họ sẽ gọi điện thoại trước khi giao hàng nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Apple.